được đánh giá là một trong những phiên bản cân bằng với nhiều nét đổi mới từ phía Von. Bên cạnh đó là sự trở lại của Daitai đi kèm hàng loạt bộ trang phục mới. Tuy nhiên điều đấy không có nghĩa là 7.27 là một phiên bản hoàn hảo và anh em game thủ thì vẫn có thể 9 người 10 ý như thường. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Meme Studio. Như tiêu đề của video, hôm nay chúng ta hãy cùng nói về top 3 điều mà cộng đồng kỳ vọng sẽ được thay đổi ở 7.28. Nerf. Một trong những điều game thủ quan tâm nhất ở những đợt cập nhật mới, hơn hết đó là việc Von sẽ làm gì với những con tướng ăn theo meta, được bóp sức mạnh một cách gián tiếp, trở nên cực kỳ gãy và khiến chúng ta phát chán vì số lần đụng mặt chúng trong game còn nhiều hơn cả số lần đụng mặt Crush. Vậy thì theo đó, trong 7.28 sắp tới, những gương mặt nào có khả năng được Von hạ bệ nhất? Đầu tiên, Drow Ranger. Chúng ta đã nói về việc này rất nhiều lần ở các phiên bản trước, và có lẽ không cần bàn cãi thêm, Drow chắc chắn cần phải bị nerf ở 7.28. Ultimate Marksmanship của cô đã và luôn tỏ ra cực kỳ broken với lượng sát thương đầu ra nhiều như vỡ đê sông Hồng. Thêm vào đấy, Drow Ranger có thể kết hợp với rất nhiều line-up và chiến thuật khác nhau. Việc này càng khiến cho mỗi lượt pick vào cô nàng càng trở nên đáng sợ. Cụ thể, Drow Ranger và Vengeful Spirit hiện đang là bộ đôi safe lane có tỷ lệ thắng cao nhất ở 7.27D. Tiếp theo, Klings cũng là một trong những cái tên mà gần như chắc chắn sẽ bị nerf trong phiên bản mới. Lý do có lẽ tới từ việc Van đã không ngờ được cú buff quá tay đảo ngược Ultimate và Skill 1 của Klings đã khiến bộ xương di động này trở nên bá đạo hơn bao giờ hết. Kỹ năng cắn quái hồi máu tăng sát thương Deathpack được chỉnh sửa để giảm thời gian hồi chiêu và thay lượng sát thương bonus vốn cố định thành tăng theo phần trăm máu của mục tiêu bị hút đã khiến Klings trở thành nhân vật mà người người muốn pick, nhà nhà muốn pick. Sven đáng lẽ không có mặt trong danh sách này nếu như Van không chế ra cái trò siêu nhân Sven khi người chơi nâng cấp gậy xanh cho hắn. Ngoài việc giải quyết được bản chất tù túng, chậm chạp của Sven, thì thành thực mà nói, không phải ai cũng thích cái trò đang yên đang lành bị anh chàng đô con này bay tới đấm vào mồm mà chẳng thể nào né được. Spectre có lẽ là cái tên tiếp theo nằm trong danh sách nerf của Van, mặc dù không quá nổi bật ở những phiên bản gần đây. Dẫu vậy, từ Rank Herald cho tới Divine, tỷ lệ chọn và thắng của Spectre đều rất cao. Spectre có thể có được sự ưu ái lớn trong thời gian gần đây, đa phần cũng vì meta thay đổi cách chia lên. Thay vì 1-1-3 như trước, thì việc chia lên theo hướng 2-1-2 đã khiến áp lực gánh team của Spectre được san sẻ bớt cho các lane khác. Mặt khác thì các thành viên trong team cũng không phải phụ thuộc quá nhiều vào Spectre nếu chẳng may hero này không đạt đủ chỉ tiêu làm nông ở phút thứ 30 của trận. Buff mãi. Có nerf thì phải có buff, mà buff thì cũng phải chọn mặt gửi vàng làm sao để những hero bị hắt hủi lâu năm còn có dịp mà tỏa sáng. Chẳng hạn như anh chàng Tinker, từ lâu đã không được chú ý nhiều như trước. Có lẽ là vì Tinker không thực sự phù hợp với meta này, khi mà các hero đi mid chủ yếu là các hero có khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu cho team. Trong khi đó, Tinker là loại hero sẽ chỉ farm cho đến khi có tối thiểu một cái boot of travel, hay thậm chí là cả Blink Dagger rồi mới tham gia combat được. Điều đấy là quá lâu và không thực sự hiệu quả trong patch này khi đây đang là kỷ nguyên của các hero offlane. Với một chút buff cho khả năng đi lên hoặc sửa đổi một số talent ban đầu của Tinker, hero này nhiều khả năng sẽ được pick trở lại. Hoặc có thể là tăng giá nhẹ các vật phẩm như Pipe of Insight và Hood of Defiance. Và thêm một chút nerf nhẹ cho các hero tank nữa thì chắc chắn Tinker sẽ quay trở lại meta trong một sớm một chiều. Trong khi đó, X đang bị hắt hủi cực kỳ trong meta này, mặc cho việc gã là một hero tanker chuyên đi offlane chính hiệu. Do vậy thì X từ lâu đã không có gây áp lực lớn trên lane như trước, cũng như khả năng đi gank đầu game của hero này rất yếu. Nói đi cũng phải nói lại, X vẫn counter tốt các carry tay ngắn như Phantom Assassin hay Lifestealer. Nhưng nếu như có thay đổi cho hero này, Meme cũng mong muốn Ice Frog sẽ khiến hắn được thể hiện nhiều hơn trong vai trò cố định của mình. Điều chỉnh map. Bên cạnh những thay đổi về hero, bản thân địa hình trên map Dota 2 cũng cần có những cuộc đại tu lớn. Dota là game vừa mang nặng tính chiến thuật, vừa mang tính chất thực tiễn. Nhưng ở thời điểm này thì chúng ta có cảm giác như game đấu chỉ cần team địch xử lý tốt thôi, thì team mình chiến thuật có tốt đến mấy cũng chẳng ăn thua. Chính vì thế sẽ là ý hay nếu Van có thể cân nhắc làm mới những gì đã cũ, chẳng hạn như thêm thắt một vài nơi lách rừng mới, thêm shrine
hay sẽ lại là một cú chuyển nhà cho Roshan lần thứ 3 cũng đều là những ý kiến không tồi. Ưu tiên người chơi mới. Dễ thấy từ đầu phiên bản 7.27 trở lại đây, Valve đã bắt đầu có dấu hiệu quan tâm nhiều hơn đến những người chơi mới, bao gồm cập nhật bản Việt hóa, làm mới Dota Plus và gắn thêm intro cho game. Đây đều là những việc mà Valve của trước đây có lẽ chả bao giờ ngó ngàng tới. Nhưng với một chút sinh khí hiếm hoi như thế này, chúng ta có thể thấy được phía phát hành đang cố gắng như thế nào để dần dần tạo ra một môi trường mà cả người chơi mới cũng có thể am hiểu được. Mà trước đấy thì cứ phải xóa con xúc vật tích kỳ đã thì game tự nhiên nó lại hồi sinh ngay. Ok, video của Meme đến đây là hết. Anh em hãy comment bên dưới phần bình luận những thay đổi mà anh em muốn có trong 7.28 để Meme biết về nhé. Đừng quên like, share và subscribe cho Meme Studio bởi vì nó free nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.